Tổ chức phóng viên không biên giới RSF kêu gọi chính quyền Việt Nam làm rõ lý do giam giữ Trương Duy Nhất, blogger người Việt đột nhiên xuất hiện trong nhà tù Hà Nội sau khi bị mất tích tại Bangkok. Tổ chức phóng viên không biên giới RSF kêu gọi chính quyền Việt Nam làm rõ lý do tại sao họ đang giam giữ trường Duy Nhất, một nhà báo nổi tiếng người được nhìn thấy lần cuối vào ngày 26 tháng Giêng tại Bangkok, nơi ông ta xin quy chế tị nạn. Ông hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Hà Nội, thành viên gia đình và một người bạn đã xác nhận ngày hôm qua. Vợ và con gái của ông Nhất cho biết ông đã chính thức bị bắt giam vào ngày 28 tháng Giêng, cũng như mọi người thân và đồng nghiệp của ông, vợ ông cũng đã không được nghe tin tức gì từ khi ông bị mất tích vào ngày 26 tháng Giêng đến ngày 15 tháng 3, thì được thông báo rằng ông đang bị giam tại nhà tù Hà Nội chi 16. Ông Nhất biến mất ngay sau khi nộp đơn xin tị nạn tại văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Ông Phạm Xuân Nguyên, một người bạn của blogger Trương Duy Nhất, cho biết ông ta đã đi cùng với vợ ông Nhất đến trại tù, bà không được phép gặp chồng, nhưng vì mục đích cho những cuộc thăm viếng sắp tới trong tương lai, trại giam đã đưa cho bà sổ đăng ký, cho biết ông Nhất bị bắt giam vào ngày 28 tháng Giêng điều rõ ràng là cha tôi không tự nguyện trở về việt nam con gái ông nhất nói hôm qua chúng tôi yêu cầu chính quyền việt nam giải thích đầy đủ về tình trạng trường duy nhất ông daniel basta người đứng đầu rsf châu á thái bình dương những nguyên do về vụ bắt cóc và dẫn đến bị bắt ở Thái Lan phải được làm rõ không chậm trễ. Hiện tại, mọi việc cho thấy ông Nhất bị bắt vì các hoạt động ngành báo của mình. Vai trò chính xác của chính quyền Thái Lan trong vụ việc này cũng phải được xác minh. Ông Nhất, người thỉnh thoảng viết các bài báo chính trị cho đài Á Châu Tự Do, vẫn chưa bị buộc tội chính thức và lý do tại sao ông bị đưa trở lại Việt Nam vẫn chưa được giải thích. Trước đây, Ông ta đã bị kết án 2 năm tù vào năm 2014 vì tội lạm dụng quyền tự do dân chủ khi ông bắt đầu viết blog với những bài phản biện chỉ trích chính phủ. Việt Nam có thứ hạng thấp nhất Đông Nam Á trong chỉ số tự do báo chí thế giới RSF 2018, thứ hạng 175 trong số 180 quốc gia. Thái Lan được xếp thứ 140 quý vị vừa nghe qua bài từ tổ chức phóng viên không biên giới ý nhi biên dịch và trình bày xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem và chào tạm biệt